Bé được bao nhiêu cân? Thảo Mai được bao nhiêu cân? Được bao nhiêu cân? Đây đúng kiểu ngôi chào mật vào. Chờ gần một tiếng cũng mới được bay nhỉ. Tắt bóng lên dài. Trong trường hợp phải hạ cánh khẩn cấp trên nước, hành khách lấy áo và quàng qua đầu. Đi chờ đợi đến khi kết thúc như vậy với chiếc ô tô nhỏ của bạn về.
anh ra đi mua áo. Thank you.